Xin kính chào quý vị và các bạn, mình lại gặp nhau trong chương trình khui cái đơn hàng mình mua trên cái sàn giao dịch điện tử. Thì trong clip này mình khui một cái đơn hàng mình mua trên Lazada ở một cái shop, đó là điện nước đầy đủ ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái sản phẩm mình mua đó chính là một cái bộ kit bơm để mà dành cho cái máy bơm nước của cái hệ thống máy lọc nước gia đình chúng ta. Thì nói tóm lại là như thế này, khi cái máy bơm của máy lọc nước nhà chúng ta mà xảy ra cái tình trạng nó bị rỉ nước ở cái đầu bơm á, thì chúng ta sẽ mua cái bộ sản phẩm này để thay thế. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình khui ra để cho chúng ta xem. Thì ở đây là shop giao là còn nguyên nha, mình chưa có khui ra gì cả nè. Thì nếu mà trường hợp mà shop giao không đúng chủng loại, không đúng chất lượng thì mình sẽ có cái căn cứ để làm việc với shop. Còn nếu như shop mà không đồng ý thì chúng ta hoàn toàn có thể là nhờ cái bộ phận chăm sóc khách hàng của bên Lazada Shopee, như các bộ phận mà của bên sàn giao dịch điện tử á, thì bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Thì mình mua rất là nhiều cái dạng sản phẩm ở trên này và mỗi cái đơn hàng đều mình làm video như thế này. Trong trường hợp mà nếu shop giao không đúng thì mình sẽ yêu cầu shop phải cam kết đúng cái sản phẩm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khui ra. Thì khi cái máy bơm của chúng ta ở cái hệ thống máy lọc nước gia đình mà nó bị chảy nước đó, thì cái nguyên nhân của nó là do cái bộ kit này, hay nói chính xác hơn là cái miếng này nè, cái miếng quăng này nè, là nó không còn khít nữa. Vì lâu ngày cái miếng này nó sẽ bị cứng. Còn nếu chúng ta mua đúng cái loại thì chúng ta về chúng ta gắn vào thì nó hoàn toàn sẽ không có cái trường hợp bị rỉ nước nữa. Thì mình đã, cái máy nhà mình đang có bị hiện tượng đó, chính vì mình mua một cái này hy vọng rằng là mình lắp vào thì nó sẽ không còn hiện tượng nó bị rò rỉ nước. Và đó là cái bộ kit, mình gọi là cái tạm gọi là cái bộ kit gian phớt đầu bơm máy lọc nước, bộ kit bơm. Thì mình đã khui ra và xếp giao đúng loại. Giờ mình chỉ cần ngày mai mình sẽ lắp vào thôi. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.